Ở trường hợp này, mình chỉ còn bi số 8. Bi số 8 bị chặn bởi bi số 11. Và làm nào để đánh được bi số 8 vào lỗ cuối thì chúng ta hãy xem. Chúng ta sẽ dùng phương pháp A băng để bi 8 chạm vào băng trước và mượn má bi số 11, bi 8 chạy thẳng vào lỗ. Bạn nào chưa biết cách A băng thì hãy xem lại bài số 13 của mình nhé. Các bạn thử, cú đánh này khá đơn giản.